Thì Dung chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi phần tin Top News. Và chúng tôi xin phép quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí. Thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam áp lực tù nhân lương tâm bằng cách chuyển trại tù xa nhà. Giới hoạt động chính trị cho hay, tính đến giữa tháng 7 năm nay, một số tù nhân lương tâm đang thọ án, bỗng nhiên bị chuyển trại cùng lúc, theo kiểu người miền Nam thì chuyển ra miền Bắc và ngược lại, nhằm gây khó dễ cho thân nhân đi thăm nuôi họ hàng tháng. Ba trường hợp mới nhất được ghi nhận đều là thành viên Hội Anh Em Dân Chủ và cũng phải ra tòa vào tháng 4 năm nay. Sau chuyến thăm chồng là ông Trương Minh Đức vào hôm 12 tháng 7, bà Nguyễn Kim Thanh viết trên Facebook cá nhân rằng ông Đức đột ngột bị chuyển từ trại giam B14 Hà Nội về trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An. Vào cùng thời điểm, blogger Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội thông báo trên Facebook cá nhân rằng mục sư Nguyễn Trung Tôn đã đường đột bị chuyển trại đi Đắk Lắk dù ông đang bệnh tật trong lúc gia cảnh hết sức ngặt nghèo. Trong khi đó, bà Nguyễn Thúy Quỳnh, phát ngôn viên Hội Anh Em Dân Chủ viết trên Facebook cá nhân rằng ông Nguyễn Bắc Truyển bị chuyển từ Hà Nội về trại giam An Điểm ở tỉnh Quảng Nam. Trước ba trường hợp nêu trên là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang thụ án 10 năm tù. Bà Quỳnh đột ngột bị chuyển trại từ tỉnh Khánh Hòa ở gần nhà bà ra trại tù số 5 ở tỉnh Thanh Hóa ngay cận Tết Mậu Tuất năm 2018. Mạng xã hội đã bất bình vụ y án tử hình Đặng Văn Hiến, người nông dân đã nổ súng để chống cưỡng chế đất. Thưa quý vị, hôm ngày 13 tháng 7, nhiều blogger tên tuổi trên mạng xã hội đã bày tỏ sự bất bình về việc hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm tuyên án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến, 47 tuổi, người nông dân đã nổ súng chống cưỡng chế đất ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Sau khi tòa tuyên án, hàng trăm người thân của các bị cáo đứng dậy vây quanh trước cửa ra vào phòng xử án, buộc lực lượng chức năng phải đưa bị cáo rời khỏi tòa bằng cổng sau. Nhiều người cho rằng bản án tuyên đối với ông Hiến là quá nặng. Nhà báo tự do Huy Đức, tức là blogger Trương Huy Sang, thì viết trên Facebook cá nhân rằng hội đồng thẩm án nên giám đốc thẩm để yêu cầu định lại tội danh, coi hành vi của ông Hiến và hàng xóm của ông là giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Không lẽ người dân không được phép làm gì khi bị một lực lượng chức năng hành xử như côn đồ, xâm phạm gia cư bất hợp pháp và chiếm đoạt vườn tược của họ? Kẻ đáng ra phải bị tử hình trong trường hợp này là chủ công ty Long Sơn. Chính họ đã tổ chức gây án, đẩy công nhân của mình vào thế phạm tội và dồn người dân vào chân tường. Chính quyền địa phương cũng phải chịu trách nhiệm tương đương vì đã để cho Long Sơn cướp đất khi chưa đạt được thỏa thuận đền bù với người dân. Thưa quý vị, trong khi đó thì vợ và luật sư của ông Đặng Văn Hiến nói về bản án tử hình. Ông Đặng Văn Hiến bị y án tử hình theo phán quyết của Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tại Sài Gòn hôm 12 tháng 7, trong khi tất cả các bị cáo khác thì lại được giảm án. Bà Mai Thị Khuyên, vợ ông Hiến cho biết tại phiên tòa chỉ có một số người dân được phép vào tham dự, trong khi hàng chục người khác phải tập trung ở ngoài sân, nghe ngóng thông tin mặc cho trời mưa và nhiều ghế trống trong phiên tòa. Sau khi nghe tòa tuyên y án tử hình cho chồng, bà Khuyên nói rằng bà rất đau đớn và tất yếu vì bị nhiều bệnh trong người. Bà nói rằng phiên tòa không công bằng, đã bỏ lọt tội phạm, chỉ tập trung vào vụ việc hôm 23 tháng 10 năm 2016, mà không hề xem xét những tình tiết xảy ra suốt 8 năm trước đó, vốn là nguyên nhân dẫn đến đỉnh điểm của sự việc, khiến cho người dân bất bình. Bà Khuyên cho biết người dân chưa bao giờ nhận được buổi họp mặt thỏa thuận bồi thường cây hoa màu hoặc thu hồi đất nào. Người dân lúc nào cũng tự bảo vệ lấy mình, cũng kêu gào thư kiện mà không lần nào giải quyết cho người dân. Luật sư của ông Hiến là ông Nguyễn Văn Quynh cho rằng biên bản thực nghiệm hiện trường được thực hiện khi không có sự có mặt của luật sư. Mặc dù các luật sư đã ghi danh ngay từ đầu và điều này trái với trình tự tố tụng. Lo sợ tăng cao khi thị trường chứng khoán của Việt Nam sụt kỷ lục. Thưa quý vị, giới đầu tư nước ngoài đã tháo chạy khỏi thị trường cổ phiếu của Việt Nam do lo ngại hậu quả tồi tệ từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Bất cứ ai đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam vào thời gian này thì hẳn phải có thần kinh thép. Sau khi giảm 26% từ mức tăng kỷ lục trong tháng 4, chỉ số VN Index của Việt Nam tiếp tục biến động chưa từng thấy trong hơn 8 năm qua. Chỉ số này từng được xem là ổn định nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ vài tháng trước. Tâm lý nhanh chóng đảo chiều khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, khiến giá đồng đô la Hoa Kỳ tăng vọt và đồng Việt Nam lao dốc. Người nước ngoài bắt đầu bỏ chạy khỏi thị trường cổ phiếu Việt Nam.
Việc này trở nên tồi tệ hơn khi lo ngại ngày càng gia tăng về hậu quả của cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa hôm thứ Tư 11 tháng 7 ở mức thấp nhất kể từ tháng 11, trong khi hầu hết các thị trường khu vực vẫn tăng đều. Bản tin tiếp theo cập nhật về vụ Nhật Bản điều tra 4 công ty thuê công dân Việt Nam khử phóng xạ. Bộ Tư pháp Nhật Bản dự kiến hoàn thành cuộc kiểm tra vào cuối tháng 9. Cuộc kiểm tra nhắm tới 1.002 công ty tuyển dụng học viên ngoại quốc và chủ yếu tập trung ở 8 tỉnh tại phía Đông và Đông Bắc Nhật Bản cho thấy 4 công ty xây dựng tại nước này đã thuê thực tập sinh ngoại quốc, trong đó có 4 công dân Việt Nam làm công việc khử nhiễm phóng xạ tại tỉnh Fukushima. Báo Người Lao Động tại Việt Nam ngày 13 tháng 7 dẫn tin từ hãng tin Kyodo cho biết, vào hồi cuối tháng 6 năm nay, Bộ Tư pháp Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra 182 công ty xây dựng. Trong một phúc trình sơ bộ liên quan đến chương trình học viên thực tập kỹ thuật TITP, Bộ này cho biết có 4 công ty xây dựng đặt trụ sở tại các tỉnh Iwate, Fukushima và Chiba đã thuê thực tập sinh ngoại quốc, bao gồm công dân Việt Nam làm công việc khử nhiễm phóng xạ tại tỉnh Fukushima, khu vực từng hứng chịu thảm họa hạt nhân. Một trong số họ nói rằng đã bị lừa tham gia công việc đó. Dù có máy móc, nhưng các thực tập sinh phải dùng tay để nhặt đất. Trước đó một tháng, một thực tập sinh Việt Nam tại một công ty xây dựng ở thành phố Morioka, tỉnh Iwate, khẳng định rằng trong cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, rằng anh ta đã bị lừa đi dọn dẹp phóng xạ ở tỉnh Fukushima. Thưa quý vị, chuyển sang bản tin giải trí, Shakira đã biểu diễn tại Lebanon, tức là quê hương của cha ruột của cô. Nữ ca sĩ khả ái Shakira vừa có buổi trình diễn trên một đỉnh núi ngay tại quốc gia Lebanon, nơi được xem là quê hương của tổ tiên bên nội của cô. Hàng ngàn người hâm mộ đã quy tụ về khu rừng Cedars of God nổi tiếng để thưởng thức đêm văn nghệ. Shakira cho biết cô cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được hát ở Lebanon. Cha của Shakira là người gốc Lebanon, còn mẹ của cô xuất thân từ Colombia. Lần đầu tiên cô đến với Lebanon trình diễn là vào năm 2011. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc phần tin Top News cho ngày hôm nay, Chủ nhật 15 tháng 7, 2018. Duy Khang và Thi Nhung kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.